Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn tới có con khủng long đẹp không? Wow. Đây à, là khủng long rồng đấy. Khủng long này khủng long siêu bạo chúa nhá. Con này à, nó còn phun được cả ra khói đấy mọi người ơi. Mà con này chiến đấu hơi bị kinh luôn. Các cậu nhìn này, móng tay của nó này, móng vuốt sắc chưa? Còn nó tay còn dơ lên hạ xuống được nhá. Đây này đấy, lúc nào nó dọa kẻ thù này, hai tay nó sẽ dơ lên như này này đấy. Còn lúc nào mà nó bình thường, nó vui vẻ, cái tay nó sẽ thả xuống như này đấy. Con này nó còn tớ còn có hai cái cánh nhá. Đây các bạn biết đây là cái gì không? Đây là cái điều khiển đấy. Điều khiển để cho khủng long đi các bạn ơi. Mà Trang bạn đang chơi gì kia nhỉ? Trang ơi, làm gì thế? Cậu đang ngồi đây làm cái gì đấy? Đấy, cậu biết đây là con gì không? Ồ, con này là con long, gì đây? Mẹ tớ mới mua cho đấy. Ui. Nhìn trông nó có khác bọt không? Con này khủng long to thế nhỉ? Con này là khủng long bạo chúa à? Ừ. Tớ cũng vừa kiếm được một quả trứng khủng long này. Tớ đang định về tớ ấp để mai sau nó nở thành con khủng long con không để chơi. Ui. Cậu thấy đẹp không? Đẹp đấy. Ui, quả trứng màu đỏ này nhìn trông cùng tông với con khủng long của tớ đấy. Hay là cậu đổi không? Đổi cái gì? Tớ có một cái kẹo tuần lộc này, kẹo bích quy đấy, ăn hơi bị ngon luôn. Đây là bánh ở sốc đẹp thế này. Ui. Đấy, đây này, con tuần lộc này, các bạn nhìn thấy không? Đấy còn đằng sau nhá, đằng sau này là cây thông Noel đấy. Nhưng mà cái này ăn nó ăn được chứ gì? Ăn được. Thôi được rồi, đổi đấy. Thế nhưng mà xong cậu cho tớ chơi con khủng long này của cậu nhá. Ui. Không. Tớ không cho chơi cùng đâu. Bạn Trang hay thật. Đã đổi lấy trứng khủng long của tớ rồi lại còn không cho tớ chơi khủng long. Con khủng long này hung dữ thế này cơ mà. Cho tớ chơi với nhá. Không, kệ cậu. Cậu đi tìm con khủng long khác mà chơi chứ con này của tớ, tớ không cho ai chơi cùng đâu. Thôi được rồi. Cậu nhớ tớ đấy. Tớ mà đi tìm được con khủng long khác còn lâu tớ mới cho cậu chơi con khủng long của tớ. Tớ còn ăn thịt con khủng long của cậu được luôn ấy. Cậu giỏi, cậu đi tìm đi. Chàng xấu tính thật đấy. Có khủng long chả cho mình chơi. Đã thế tớ đi tìm trứng khủng long, về tớ cũng đầy khủng long luôn. Ôi trời ơi. Các bạn ơi, con gì đây? Đây là con khủng long bạo chúa à? Hình như không phải. Con này không biết là khủng long gì nhỉ? Này, khủng long ơi. Ôi ôi, con này nó hét ghê chưa các bạn ơi? Con này không biết nó có chiến đấu được không nhỉ? Ui ôi, mẹ ơi, con này nó còn tớp được các bạn. Wow, con này nó cũng mạnh đấy. Này, khủng long ơi, hay là bây giờ ta cho ngươi cái bánh này ta mới xin này. Bây giờ ngươi đi chơi với ta, ra chiến đấu cùng năm quả của bạn Trang không? Ui ôi, nó hét lên thế này là nó đồng ý rồi các bạn ơi. Đây này, đây là khủng long ơi, ta có cái bánh này mới này ngon lắm. Bây giờ ngươi mà ăn cái bánh này xong rồi ngươi phải đi chơi với ta nhá, ta cho ngươi nhá, được không? Ăn đi này này. Ui, nó ăn rồi này các bạn ơi. Đấy nhá, con khủng long này ăn bánh của mình rồi. Thôi khủng long ơi, bây giờ đi chơi với ta, đi gặp bạn Trang con khủng long đấy. Đang người đi chiến đấu với nó thôi. Tèn, Trang đâu rồi? Nhìn thấy gì chưa? Đây là khủng long bạc chúa tớ mới thu phục được đấy. Ui, đây á. Cậu nhìn thấy chưa? Con khủng long vằn vẹ đây này, nó hung dữ lắm đấy. Con này nhìn cũng đẹp đấy, nhưng mà làm sao mà khỏe bằng con của tớ? Chiến đấu không? Con này tớ nhìn thì nó thị uy sức mạnh rồi. Cái mồm của nó đớp kinh lắm. Thế? Cho hai con chiến đấu xem con nào khỏe hơn, con ấy sẽ là người chiến thắng. Thi. Con này của tớ hơi mạnh đấy. Các bạn ơi, bây giờ các bạn làm ban giám khảo nhá, để thử xem nhá, con khủng long màu nâu này của bạn nhím hay con khủng long màu đỏ của tớ chiến thắng nhá. Được rồi, chiến đi. Đâu đi khủng long ơi. Ui, khủng long đỏ ơi, phun khói. Ui, ái gà, con này phun được khói này. Ui ơi, chiến đấu đi. Ui, khủng long của tớ vẫn. Ui. Nhìn thấy chưa? Con khủng long của bạn Trang bị con khủng long của tớ nó dùng mồm nó đẩy ngã rồi. Cắn cánh kìa. Ui, con khủng long của bạn nhím mà mạnh thật đấy. Đấy, nó hơi bị lợi hại luôn đấy. Cắn cánh con khủng long của tớ rồi. Vừa nãy nó còn làm con khủng long của tớ bị ngã nữa cơ. Khủng long của bạn Trang. Ôi, khủng long bạn Trang chạy rồi kìa các bạn ơi. Chạy rồi. Bây giờ khủng long này của tớ về nhà ta phải dạy chiến đấu lại thôi. Khủng long của bạn Trang thua chạy rồi kìa các bạn ơi. Thật đấy các bạn ơi, con khủng long này nhìn trông là rõ là mạnh nhá. Mà mọi khi nó đi chiến đấu với các con khác á, con này của tớ toàn thắng thôi. Thế nào mà hôm nay nó lại thua con khủng long của bạn nhím nhỉ?